Xin chào các bạn, hôm nay mình lại về đường một đầu đi thang Victor. Con này là chạy tự động hoàn toàn nha. Nhưng mà con này nó chỉ ghi như vậy thôi, nó không có ghi rõ mã. Nói chung cũng tùy nhà bán hàng. Thùng này thì có mở sơ qua lúc kiểm tra hàng hóa. Giờ mở chi tiết luôn. Con này là QLY44F. Con này chạy tự động hoàn toàn nha. Con này là dòng máy thông minh luôn nha, tự chọn size đĩa luôn nha. Rất đẹp. Giờ để mình lấy ra cho các bạn coi. Đúng rồi, con này là QLY44F. Máy rất đẹp. Đây nha, thương máy rất đẹp nha. Thương máy gỗ bóng bên thôi nha. Nó tem Victor QLY44F. Rất đẹp. 50 kg nha, nắp đúc nha. Máy rất đẹp nha, góc cạnh vuông góc nha, không có chạy xước luôn nha. Đó, trước sau cũng rất đẹp nha. Victor QLY44F điện 100V 9W, mã là 150112227 Japan. Con này hàng đấu mạng nha, nhập khẩu từ nước ngoài nha, có nhà vận chuyển đóng thuế đầy đủ nha. Đó. Thân máy đẹp nha, không có xước, không có chày cũng không có xước luôn nha. Nó Mikaji nha, rất đẹp nha. Nó Mikaji nha, không có chày cũng không có nứt vỡ. Nó đẹp luôn á, đã bàn xoay sáng đẹp luôn nha. Thân máy cũng rất đẹp nha, kim cần theo máy hết đã. Rồi giờ để mình lắp lên mở nghe nhạc cho thử, các bạn đợi mình chút xíu. Rồi mình đã lắp sẵn lên lên bàn rồi, giờ mình test máy bạn nha. Nắp gazin nha, sáng đẹp nha, không nứt không bể nha, và vết lông mèo nhẹ thôi, nhưng mà tổng thể rất là đẹp. Nắp zin theo máy nha, zin thường là đúc khuôn nha, cái góc cạnh nó đều tròn nha. Thân máy gỗ bóng piano rất là đẹp nha, hồi nãy mình review bên dưới rồi, giờ mình làm là nhẹ lại cái nữa. Đó. Cái góc cạnh vuông góc nha, sáng đẹp nha, bàn xoay cũng sáng đẹp luôn nha. Kim máng là kim máng zin theo máy nha, kim Victor nha, kim đầu cổ đầu to,
đánh nhạc rất là hay. Cần sáng đẹp nha. Ở đây có cái đèn soi đĩa là sẽ kiểm tra, ví dụ như đĩa lớn sẽ đây dòng máy thông minh tự chọn size đĩa luôn nha. Đĩa lớn thì nó sẽ ra ngay vạch này, đĩa nhỏ nó sẽ đi vô trong và chạy chuẩn tốc độ, đạt tốc độ chuẩn sẽ tự khóa tốc độ luôn nha. Đây nó cũng rất là dễ sử dụng. Con này là mình về mình chuyên đặt đĩa vô chơi thôi, nói chung là rất là dễ chơi. Nó chạy tự động hoàn toàn hết rồi, các bạn chỉ bấm start stop thôi. Đó, đây là nút nguồn nè, mật bật nè, thì nó sẽ sáng sẵn bao bao dòng trước. Rồi có đèn soi đĩa. Đó. Đây là nút qua lại cho tay cần. Lên xuống này là start stop. Đây mình mở khóa tay cần. Mình bấm start thôi. Đó. Máy sẽ tự chạy và sẽ tự nâng cần vô. Khi mà chạy chuẩn tốc độ, máy sẽ tự động khóa tốc độ, sáng đèn hoặc lóc máy quạt. Khi mà mình đang nghe mà mình muốn ngưng ngang thì mình bấm stop, máy sẽ cũng tự trả về. Đó. Tại vì mình có đèn soi đĩa rồi nha, mình không có cần phải làm cái gì hết nha. Đĩa lớn thì máy sẽ tự chạy ở đây, đĩa nhỏ máy sẽ tự chạy vô trong. Đó, khởi động là mình sẽ chạy nè. Đó, tự đưa vô. Đây là dòng máy thông minh nha các bạn. Đó. Còn mình muốn đang nghe mình muốn di chuyển bài á thì mình bấm nút nâng cần lên. Đó, máy sẽ tự nâng cần lên. Một là mình dùng tay mình đẩy cũng được. Hai là mình sử dụng nấm điều khiển đây cũng được. Đó. Máy chạy cũng rất là nhanh, rất là chuẩn. Đó. Mình hạ xuống. Đó. Quên bối tem lối ngõ không tên, qua mấy gian con đèn nhưng mãi chẳng im lìm. Đưa về nhà em tối đêm, nhìn vào khe sông chung anh ôm yêu họ em. Một ngày công lao không cho biến đến hương đêm, em bước chân qua thềm mưa vẫn rơi êm đềm, ai chỉ là. Thank you.
hết điểm máy cũng tự nâng cần trả về nha, và tắt máy nha. Đó. Máy hoạt động hoàn hảo nha. Máy zin toàn tập nha. Rất là đẹp nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.